Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với Điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media, được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày. Điểm tin của ngày hôm nay, mùng 8 tháng 8 sẽ có những tin đáng chú ý ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiều học sinh lớp 9 tại SEC vẫn chưa biết có vào được cấp 3 hay không. Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn vì bệnh đậu mùa khỉ. Người dân háo hức trải nghiệm miễn phí metro Nhổn, ga Hà Nội. Kính thưa quý vị, Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia có mức lương tối thiểu thấp nhất ở Liên minh châu Âu. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia khác, chủ yếu là phương Tây, mức lương tối thiểu đạt hơn 50.000 quân. Vào mùa thu năm nay, tất cả các quốc gia EU sẽ phải tuân thủ quy định mới. Theo đó, mức lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống khá. Luxembourg là quốc gia có mức lương tối thiểu cao nhất đạt gần 65.000 quân, sau đó là Ireland với mức lương tối thiểu 54.200 quân, Bỉ, Đức và Hà Lan cũng có mức lương tối thiểu hơn 50.000 quân. Theo chuyên gia kinh tế Pavel Petarka, mức lương tối thiểu có mối liên quan chặt chẽ với mức lương trung bình. Do đó, trên thực tế, ở những quốc gia có mức lương trung bình cao thì mức lương tối thiểu cũng cao. Ngược lại, Bulgaria có mức lương tối thiểu thấp nhất chỉ đạt 12.000 quân. Tại Liên minh châu Âu, 6 quốc gia không có mức lương tối thiểu theo luật định. Chẳng hạn như Áo không có mức lương tối thiểu, còn ở Phần Lan hoặc Đan Mạch vẫn có hệ thống mức lương tối thiểu, nhưng nó chỉ được các công đoàn và người sử dụng lao động sử dụng và có thể khác nhau giữa các ngành. 2 năm trước, Liên minh châu Âu đã đưa ra quy định về mức lương tối thiểu. Khoản tiền này sẽ được các quốc gia tự đưa ra, nhưng phải đảm bảo rằng số tiền này đủ cao để có mức sống tử tế. Các quốc gia thành viên phải đưa các quy định mới của EU vào áp dụng đến mùa thu năm nay. Những học sinh lớp 9 muốn tiếp tục học lên cấp 3 mà vẫn chưa được trường nào nhận, có thể đăng ký các vòng tuyển sinh tiếp theo. Các em có thể tìm thấy danh sách các trường hiện đang cung cấp các vị trí trống trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên trang web của hệ thống DeepSea. Trong vòng thi thứ 3 và các vòng tiếp theo, đơn đăng ký chỉ được nộp dưới dạng giấy, không thông qua hệ thống DeepSea. Ngày cụ thể để nộp hồ sơ và tổ chức thi ở các vòng tiếp theo sẽ do ban giám hiệu nhà trường quy định, nên ở các trường sẽ có thời gian khác nhau. Theo luật giáo dục, từ vòng 3 trở đi, hầu hết các quy định áp dụng cho vòng 1 và vòng 2 trong kỳ thi tuyển sinh không được áp dụng. Các trường vẫn đang thông báo các đợt tuyển sinh tiếp theo nếu còn chỗ trống. Hệ thống DeepSea không đánh giá các vòng thi tuyển sinh này và học sinh phải nộp đơn cho hiệu trưởng các trường và với số lượng không giới hạn. Trong vòng tuyển sinh đầu tiên của năm nay, tổng cộng có khoảng 157.000 người nộp đơn vào cấp 3, trong đó có những học sinh quan tâm đến các trường chuyên gymnasium hệ nhiều năm. Gần 82% số người nộp đơn trúng tuyển, các trường không nhận khoảng 29.000 học sinh. Ở vòng tuyển sinh thứ hai có 12.365 học sinh quan tâm, nộp đơn 29.000 đơn. Nhìn chung, theo bộ, 78% số người nộp đơn đã thành công ở vòng tuyển sinh thứ hai và các trường không nhận đơn khoảng 2.700 học sinh. Chỉ trong nửa đầu năm nay, hơn 10.000 thanh thiếu niên 17 tuổi đã lấy được giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đăng ký hơn 15.000 người cố vấn đi cùng. Tuy nhiên, ít nhất 138 người phải dừng việc làm người cố vấn. Nguyên nhân chủ yếu là không đáp ứng được các điều kiện như bị trừ điểm vì vi phạm giao thông. Những tài xế 17 tuổi có thể lái xe dưới sự giám sát của người cố vấn đã được áp dụng tại SEC từ tháng 7. Trong 6 tháng đầu tiên, gần 11.000 tài xế 17 tuổi đã lấy được giấy phép lái xe, chiếm khoảng 18% tổng số người có giấy phép lái xe trong khoảng thời gian này. Theo Bộ Giao thông Vận tải, mối quan tâm lớn nhất đến việc lấy giấy phép lái xe của những tài xế trẻ tuổi là ở Praha, sau đó là ở Olomouc, Brno và Brzeň. Điều kiện để những tài xế 17 tuổi có thể lái xe là người cố vấn đi cùng. Bộ Giao thông Vận tải đã đăng ký hơn 15.000 người cố vấn, phần lớn họ ở độ tuổi từ 40 đến 55 tuổi và thường là phụ huynh của những tài xế trẻ. Người cố vấn cũng phải đáp ứng một số điều kiện khắt khe, chẳng hạn như họ không được phép có điểm phạt vì vi phạm giao thông. Trong năm nay, theo số liệu của Bộ, 138 người đã phải ngừng làm cố vấn vì lý do này. Khi một người lái xe 17 tuổi không có người cố vấn, họ sẽ không được phép lái xe trên đường cho đến khi có người cố vấn mới. Ngoài việc không được có điểm phạt, người cố vấn phải có giấy phép lái xe ít nhất 10 năm. Cho đến nay, chỉ có 7 tài xế 17 tuổi gây ra tai nạn, trong đó có một tài xế không có cố vấn đi cùng. Vụ tai nạn xảy ra ở Kruzim. Tài xế 17 tuổi đã lái xe mà không có người cố vấn đi cùng, nhưng lại đi cùng với một cô gái trẻ hơn trong xe. Nam thanh niên phải đối mặt với hình phạt và có thể bị cấm lái xe một năm. Các vụ tai nạn liên quan đến tài xế 17 tuổi thường xảy ra khi đỗ xe, va chạm khi di chuyển trên đường hoặc đi xe ra khỏi đường. Chỉ có một người bị thương trong các vụ tai nạn. Ở tất cả các vụ việc, các tài xế và cố vấn đều không bị ảnh hưởng bởi cồn.
Giá nhiên liệu tại Cộng hòa Séc tiếp tục giảm. Hiện một lít xăng Natural 95 có giá trung bình là 38,01 korun, trong khi vào tuần trước giá xăng có giá cao hơn khoảng 14 halet. Dầu diesel cũng giảm 16 halet xuống mức giá trung bình hiện tại là 36,47 korun. Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến giá nhiên liệu hiện tại giảm là do giá trên thị trường bán buôn giảm kể từ đầu tháng 7. Họ dự đoán rằng đà giảm giá sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Xét theo vùng, giá xăng rẻ nhất là ở vùng Ustetsko. Tại đó, một lít xăng được bán với giá 37,59 korun, còn dầu diesel rẻ nhất được bán ở vùng Zlinsko với giá trung bình 35,82 korun mỗi lít. Ngược lại, giá nhiên liệu đắt nhất vẫn là ở thủ đô Praha. Tại đó, xăng có giá trung bình 38,87 korun mỗi lít và dầu diesel được bán với giá 38,03 korun mỗi lít. Theo mô hình bầu cử của hãng Median, có 7 đảng và phong trào sẽ được vào Hạ viện. Đứng đầu là phong trào ANO với tỷ lệ cử tri bầu cao nhất là 30,5%, tiếp theo là ODS ở vị trí thứ 3 là phong trào Pirachi. Các đảng trong liên minh chính phủ hiện tại là ODS, Top Nula Deviet, KDU, CSL, STAN và Pirachi nhận được sự ủng hộ của 40,5% cử tri tiềm năng. Theo Median, nếu không thành lập liên minh trước bầu cử, các đảng sẽ giành được 91 ghế trong quốc hội, lần đầu tiên phong trào Psisaha giành được ghế trong hạ viện. Theo các nhà khảo sát, phong trào ANO được những cử tri từ 25 tuổi trở lên bầu nhiều nhất. Trong nhóm tuổi 65 plus, có gần 1/2 cử tri bầu cho ANO. Ngoài ra, phong trào này còn dẫn đầu trong hầu hết các nhóm cử tri có trình độ giáo dục cao, ngoại trừ những người có trình độ đại học. Mặc dù trong khảo sát tháng 6 này cho thấy tiềm năng bầu cử của ANO đã giảm nhưng lực lượng cử tri cốt lõi lại tăng lên. Hiện STAN đang có tiềm năng cử tri cao thứ hai sau ANO, tiếp theo là ODS và Pirachi. Theo số liệu từ Bộ Giáo dục, sau 3 tuần nữa sẽ có 117.000 trẻ bước vào lớp 1. Đây là con số tương tự năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều trường học không có đủ chỗ cho học sinh và để giải quyết vấn đề thiếu chỗ học, nhiều nhà trường đã cho xây dựng lớp học tạm thời bằng container. Đây được coi là giải pháp nhanh, rẻ và mang về hiệu quả cao. Thông thường, những thùng container được sử dụng để làm kho hoặc vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, từ mùa thu năm nay, nhiều học sinh tiểu học sẽ được học tập tại các lớp học đặc biệt, được dựng bằng chính các thùng container. Một trong những lớp học đặc biệt này là trường tiểu học tại Drahelchice. Lớp học container được dựng lên từ năm ngoái và đối với niên học năm nay, thành phố đã cho dựng thêm một tầng nữa. Phó thị trưởng Drahelchice Irena Molisova cho biết, các lớp học mới có sức chứa 80 học sinh của hai lớp 1 và hai lớp 2. Các lớp học này là nhà trường đang thuê lại và chi phí cho chúng rơi vào khoảng 2 triệu korun một năm. Tại các lớp học container đều có nhà vệ sinh, phòng thay đồ và có đầy đủ lò sưởi cũng như máy điều hòa. Container đang là xu hướng trong thời gian gần đây khi Cộng hòa Séc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chỗ trong trường học. Các công ty xây dựng cũng nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng từ phía người dùng bởi các container sở hữu nhiều lợi thế, ví dụ như tốc độ cải tạo nhanh, cũng như phần lớn công việc cải tạo đều diễn ra tại nhà máy. Thời gian hoàn thành một trường học container ước tính là khoảng 3 tháng. Hầu hết các công ty xây dựng đều hoàn thành chúng trong 2 tháng nghỉ hè. Nhận ngay cơ hội trúng Apple AirPods Max cùng Tanda Foods. Cứ khi mua 3 bịch Semtex 0,5 lít vị bất kỳ, hãy giữ hóa đơn và truy cập vào website tandafoods.eu/semtex/socket để tham gia bốc thăm trúng thưởng Apple AirPods Max. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 8 đến 31 tháng 8 2024 với chuỗi siêu thị Tanda Foods và dịch vụ Tanda Express. Còn chần chừ gì mà không tham gia để giành giải thưởng về cho mình ngay thôi nào. Kính thưa quý vị, một chiếc trực thăng đã bị rơi ở miền trung Nepal vào ngày 7 tháng 8, khiến cả 5 người trên máy bay thiệt mạng, gồm phi công và 4 du khách Trung Quốc. Chiếc trực thăng do hãng hàng không Dynasty Air vận hành đang trong hành trình bay từ thủ đô Kathmandu hướng đến Sayabrubesi, điểm khởi đầu của nhiều tuyến đường đi bộ đường dài phổ biến với khách du lịch. Thông cáo báo chí từ Cục Hàng không Dân dụng Nepal cho biết, máy bay đã mất liên lạc khoảng 3 phút sau khi cất cánh và bị rơi ở huyện Nuwakot, phía bắc thủ đô Kathmandu. Người dân địa phương đã phát hiện ra đám cháy trong rừng và báo cho chính quyền. Cả 5 người trên máy bay, bao gồm phi công, đều đã tử vong. Vụ tai nạn trực thăng hôm 7 tháng 8 xảy ra 2 tuần sau một vụ tai nạn máy bay ở Kathmandu khiến tất cả 18 người trên máy bay thiệt mạng, ngoại trừ phi công. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả các hãng hàng không Nepal vào không phận của mình vì lo ngại về an toàn.
Ngày 7 tháng 8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros cho biết cơ quan này đã quyết định triệu tập cuộc họp khẩn các đại diện quốc tế để thảo luận việc lây lan dịch bệnh đậu mùa khỉ. Trong một tuyên bố, ông Tedros cho biết Ủy ban khẩn cấp của WHO sẽ họp trong thời gian sớm nhất có thể để thảo luận việc liệu đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Congo có phải là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế hay không. Hiện dịch bệnh đang lan rộng tại Congo và cũng đã xuất hiện các ca bệnh bên ngoài nước này. Thống kê cho thấy, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu năm 2023, đến nay nước này có tới 27.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 1.100 ca tử vong, hầu hết là ở trẻ em. Tối ngày 6 tháng 8, bà Harris và ông Valls cùng bước lên sân khấu ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, trong tiếng reo hò khi họ khởi động tour tranh cử qua các bang chiến địa của Mỹ. Bà Harris khẳng định ông Walsh là một nhà lãnh đạo giúp đoàn kết đất nước và đưa chúng ta tiến lên. Một chiến binh cho tầng lớp trung lưu, một người yêu nước tin tưởng như tôi vào triển vọng phi thường của nước Mỹ. Phát biểu ra mắt sau khi trúng tấm vé tranh cử của Đảng Dân Chủ, ông Walsh kể lại xuất thân tỉnh lẻ của mình từ một thị trấn nhỏ ở Nebraska với 24 năm phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia lục quân, làm giáo viên trung học, huấn luyện viên bóng đá trước khi bước vào chính trường. Chỉ vài tuần trước, hầu hết người Mỹ đều không biết Tim Walsh là ai. Không bỏ lỡ giây phút nào, ông lập tức tấn công hai ứng viên Trump và Vance của Đảng Cộng Hòa. Trước đám đông khoảng 10.000 người ủng hộ đang cổ vũ cuồng nhiệt, ông Walsh cáo buộc ông Trump cố tình làm suy yếu nền kinh tế vì mục đích riêng, chế nhạo luật pháp và trật tự, đồng thời gieo rắc hỗn loạn và chia rẽ. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết đã huy động được hơn 20 triệu USD sau khi công bố lựa chọn Walsh làm phó tướng. Tổng thống Mỹ Joe Biden không tự tin về khả năng chuyển giao quyền lực trong hòa bình nếu cựu Tổng thống Donald Trump thua trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài CBS News, khi được hỏi liệu ông có tin rằng sẽ một sự chuyển giao quyền lực hòa bình sau cuộc bỏ phiếu hay không, ông Biden trả lời, nếu Trump thua, tôi hoàn toàn không tự tin chút nào. Ông Biden nhấn mạnh, ông ta nói là làm, chúng tôi không xem nhẹ điều này, ông ta nghiêm túc. Nếu họ thua sẽ xảy ra một cuộc đổ máu. Trước đó, trong một cuộc xuất hiện vận động tranh cử vào tháng 3 tại Ohio, ông Trump đã cảnh báo về một cuộc đổ máu nếu ông không thắng cử. Khi đó, ông Trump đang thảo luận về sự cần thiết phải bảo vệ ngành công nghiệp ô tô của Mỹ khỏi sự cạnh tranh từ nước ngoài. Tháng trước, ông Biden đã rút khỏi chiến dịch tranh cử sau khi nhiều thành viên Đảng Dân Chủ kêu gọi ông dừng bước sau buổi tranh luận được xem là thất bại. Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành được đề cử của Đảng Dân Chủ và hiện đang tranh cử với ông Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7 tháng 8 đã ký ban hành thành luật việc gia hạn tình trạng thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày. Theo trang web của Quốc hội Ukraine, nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi, trừ một số trường hợp được ngoại lệ không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên theo quy định trước đó sẽ hết hiệu lực vào ngày 11 tháng 8 năm 2024. Quy định thiết quân luật cho phép quân đội Ukraine ban hành lệnh giới nghiêm, lập trạm kiểm soát quân sự và hạn chế quyền tự do đi lại của người dân nước này, người nước ngoài cũng như các phương tiện. Lệnh gia hạn tình trạng thiết quân luật khiến việc tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống ở nước này trở nên bất khả thi. Liên quan vấn đề này, chủ đề về tính hợp pháp của ông Zelensky, người đã hết nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 21 tháng 5, đang được thảo luận tích cực tại Ukraine. Nigeria, Australia, Indonesia và một số quốc gia khác đã cảnh báo công dân nước mình về việc không đi du lịch đến Vương quốc Anh sau khi một loạt cuộc biểu tình bạo loạn chống người nhập cư đang diễn ra tại các thành phố trên khắp nước Anh. Bộ Ngoại giao Nigeria đã ban hành cảnh báo đi lại vào ngày 5 tháng 8, khuyến cáo công dân nước này có kế hoạch đến thăm Vương quốc Anh rằng loạt vụ biểu tình của nhóm cực hữu và các nhóm khác ở một số khu vực của Vương quốc Anh trong những tuần gần đây đã diễn biến trên diện rộng và trong một số trường hợp trở thành bạo loạn và có nguy cơ gia tăng bạo lực và mất trật tự. Bộ Ngoại giao Malaysia, quốc gia đầu tiên phản ứng với tình hình bất ổn ở Anh, hôm 4 tháng 8 đã ban hành thông báo khẩn cấp cho người dân Malaysia tại Vương quốc Anh trên mạng xã hội X. Bộ này cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Anh và kêu gọi công dân tránh xa các khu vực biểu tình và duy trì cảnh giác. Đại sứ quán Indonesia tại London, Anh cũng đã ban hành lời kêu gọi vào tối 4 tháng 8, khuyến cáo công dân nước mình ở Anh tăng cường cảnh giác, đặc biệt là khi đi du lịch hoặc tham gia vào các hoạt động bên ngoài nhà, tránh xa đám đông lớn và những nơi có khả năng trở thành nơi tụ tập của quần chúng hoặc nhóm người biểu tình. Tam Đa Brno tuyển dụng, cơ hội việc làm dành cho bạn. Bạn có bằng lái xe và có kinh nghiệm lái xe lâu năm, bạn có sức khỏe, trung thực và làm việc có trách nhiệm. Hãy đăng ký ngay với chúng tôi vào vị trí nhân viên lái xe. Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, lương thưởng cao xứng đáng với năng lực, thường theo tháng, theo năm. Công ty trả bảo hiểm y tế, xã hội cùng với nhiều quyền lợi khác.
Liên hệ ngay với chúng tôi qua số 774-298-866 hoặc qua email imex@tamda.eu. Kính thưa quý vị, vào sáng sớm ngày 8 tháng 8, nhiều người dân đã có mặt tại các ga tàu để lấy vé, trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số Nhổn, ga Hà Nội sau 14 năm chờ đợi. Sau 14 năm chờ đợi, 8 giờ sáng ngày 8 tháng 8, người dân đã được trải nghiệm miễn phí tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội trong ngày đầu chính thức vận hành thương mại đoạn trên cao. Từ sớm, rất đông người dân đã có mặt tại ga Nhổn để được trải nghiệm hệ thống đường sắt đô thị mới này. Người dân có hai cách lấy vé là lấy ở quầy bán và lấy ở máy bán vé tự động. Nhiều người tỏ ra thích thú khi thấy vé trên tàu của tuyến Metro số 3 có hình tròn nhỏ như đồng xu và bên trên là hình ảnh Khuê Văn Các, biểu tượng của Hà Nội trong ngày đầu lăn bánh. Lượng hành khách tới ga Cầu Giấy, số 19 đường Cầu Giấy, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình tham gia đi tàu rất đông. Từ 6 giờ 30, nhiều người đã có mặt tại nhà ga xếp hàng trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị thứ hai của Hà Nội. Mỗi người dân được phát một vé đi tàu. Trong 15 ngày đầu, hành khách được miễn phí vé và được phát sổ tay hướng dẫn đi tàu. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, đoạn trên cao được vận hành từ Nhổn đến Cầu Giấy bao gồm 8 ga từ S1 đến S8, lần lượt là các ga Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia, Chùa Hà, Cầu Giấy. Sau 15 ngày, giá vé tuyến Metro Nhổn Cầu Giấy được quy định là 8.000 đồng cho chặng đi 1 ga và 12.000 đồng lượt đi cả tuyến. Vé ngày giá 24.000 đồng, có giá trị trong ngày và không hạn chế số lượt di chuyển. Dự kiến trong 15 ngày đầu, tàu Nhổn ga Hà Nội sẽ chạy từ 5 giờ 30 đến 22 giờ, tần suất 10 phút một chuyến từ ga số 1, ga Nhổn đến ga số 8, ga Cầu Giấy. Ngày 7 tháng 8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người và Công an Lào triệt phá thành công một đường dây tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 155 nghi phạm người Việt đang hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở Lào. Theo tài liệu điều tra từ năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào. Hầu hết các nạn nhân đều bị lừa sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao, nhưng thực chất là bị cưỡng bức tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một tổ chức tội phạm mua bán người hoạt động xuyên biên giới và lừa đảo qua mạng với quy mô lớn. Ngày 2 tháng 8, các lực lượng phối hợp đã đột kích đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bò Kẹo, Lào, bắt giữ 154 nghi phạm, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn SIM không chính chủ dùng để phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khai thác ban đầu, một trong những nghi phạm người Việt bị bắt bước đầu khai nhận bản thân đã lừa đảo 200 người Việt Nam, trong đó có nạn nhân bị lừa đến 5 tỷ đồng. Khi lừa đảo thành công, các nghi phạm sẽ nhận được 7-11% số tiền hoa hồng. Tối ngày 7 tháng 8, Bộ Công an thông tin về vụ án liên quan đến nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ngô Ngọc Đức, người bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội đánh bạc. Theo Bộ Công an, ngày 2 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội King Club thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng. Ngày 24 tháng 6, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc đối với 5 người gồm Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, Phan Trường Giang, giám đốc câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, Cho Cheon Kyun, quốc tịch Hàn Quốc, Choi Jin Buk, quốc tịch Hàn Quốc, Shim Hong Hee, quốc tịch Hàn Quốc, quản lý tại King Club. Mở rộng điều tra, ngày 29 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội đánh bạc đối với cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và Trương Xuân Danh. Ngày 5 tháng 8, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Ngọc Đức, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình về tội đánh bạc. Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Tối ngày 7 tháng 8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Shinmart Vina ở khu vực nhà xưởng nơi đang chứa hàng thành phẩm rộng hơn 13.000m2 nằm ở khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng bùng lớn kéo theo cột khói bốc cao, sáng rực một vùng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 14 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh, huyện Trảng Bom, Thống Nhất và thành phố Long Khánh cùng xe chữa cháy của các đơn vị cơ sở tham gia chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không có thiệt hại về người.
Thời điểm đám cháy xảy ra, công nhân cũng đã tan ca về. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinmac Vina có khoảng 3.300 lao động, là doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất trang thiết bị nội thất. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ. Dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.